Tiếp tục hành trình nào. Câu 2B thì x trừ 2003 phần 16 bằng cộng x trừ 1997 phần 11 cộng x trừ 1992 phần 9 cộng x trừ 1 phần 991 phần 7 bằng 10. Đây là cách giải của Lỡ nha mọi người, nên các bạn đừng có hỏi lý do là giải như thế này. Lỡ thấy nó giải như thế này là phù hợp thì là sẽ giải thôi nha. Rồi, mẫu số chung nè, mẫu số chung tách thành mẫu số, số riêng thì x phần 10 16 trừ 2003 phần 16. Tiếp tục những thằng này các bạn cũng tách như vậy, cộng x phần 11 trừ 1997 phần 11 cộng x phần 9 trừ 1 phần 992 phần 9 cộng x phần 7 trừ 1991 phần 7 bằng 10. Ok mọi người, ok chưa ? Bước này ok chưa ? Sau đó cái nào x thì các bạn giữ lại, đây x nè, giữ lại bên với bên trái, và x phần 16 cộng x phần 11 cộng x phần 9 cộng x phần 7. Và những thằng nào không có chữ x các bạn chuyển qua hết với phải cho lợi. Nhớ chuyển vế đổi dấu nha. Vậy bằng 10 này viết lại nè. Chuyển vế nè. Cộng 2003 phần 16 cộng 1997 phần 11 cộng 1992 phần 9 cộng 1991 phần 7. Được chưa? Sau đó các bạn nhìn hàng này nè, có chung gì à? Chung x đúng không? Đặt x làm nhân tử chung, đặt x ra nè, đặt x nè, vậy là 1/16 cộng 1/11 cộng 1/9 cộng 1/7. Và cái này viết lại giúp đỡ. Viết lại, được chưa? Cái đóng này nè, viết lại. Rồi nhân nè, chuyển qua thành gì à? Chia và x bằng cái đóng này. Đó, cái đóng này nè. Đó, chia cho cái đóng này. 1/16 cộng 1/11 cộng 1/9 cộng 1/7. Rồi, các bạn hãy lấy kết quả, lấy cái thằng này chia giúp lợi thằng này giúp lợi. Xem ra bao nhiêu, comment kết quả ở phía dưới giúp lợi đi mọi người. Được chưa? Được chưa mọi người? Ok mọi người hãy like.